Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tạo nhiều vùng chọn trong Photoshop. Đầu tiên các bạn vào trang web hoctusa.net của mình ha, để tải cảnh về thực hành. Các bạn vào download, sau đó vào thư mục Design Photoshop bài 5, tô màu hình trắng đen này ha. Các bạn sẽ tải cái ảnh trắng đen này về để mình thực hành. Nhấp chuột phải tải xuống ha. Ok. Tiếp theo mình sẽ mở Photoshop lên. Các bạn vào File, chọn Open. Mình mở cái ảnh trắng đen này lên ha. Đó. Ở đây là một cái bức ảnh trắng đen. Và nhiệm vụ của mình là sẽ chuyển nó thành một cái ảnh màu ha. Và để chuyển cái màu, các bạn cần phải tạo nhiều vùng chọn khác nhau, mỗi vùng chọn là một màu riêng biệt ha. Ok. Và giữa hai vùng chọn nó sẽ có một cái đường giao nhau, vì vậy các bạn cần phải sử dụng chung một đường giao nhau để khi mà mình tô màu vào nó không có bị một cái khoảng trắng ở giữa ha. Ok. Rồi mình sẽ sử dụng công cụ Pen để tạo vùng chọn. Các bạn có thể vào kênh YouTube Tủ Sách Vàng của mình ha, để xem lại cái video hướng dẫn sử dụng công cụ Pen trong Photoshop. Mình sẽ search cái từ khóa là Pen ở đây. Ok. Đó, các bạn xem lại cái video sử dụng công cụ Pen để tạo vùng chọn trong Photoshop. Ok. Rồi, ở đây mình sẽ tạo nhanh ha. Mình sẽ chọn nhanh vùng chọn này. Các bạn nên sử dụng những cái đường cong thì cái vùng chọn của mình nó sẽ đẹp hơn ha. Ok, mình sẽ chọn cái vùng áo này trước. Đó. Rồi, các bạn lấy hết cái phần áo này ha. Ok. Đó, thì đây là cái vùng chọn của cái áo. Sau đó các bạn sẽ lưu cái vùng chọn này lại. Mình vào Select, chọn Save Selection và đặt tên cho nó là áo ha. Ok, đó. Ở trong cái phần cái channel nó sẽ có thêm một cái layer tên là áo đây. Đó. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo cái vùng chọn cho cái phần nón này. Các bạn cũng sử dụng công cụ Pen và mình chọn ha. Những cái đường giao nhau giữa cái áo và cái nón thì các bạn sẽ lướt qua. Và những cái đường mà chưa có giao nhau thì mình sẽ tạo mới ha. Đó. Rồi, đây là cái đường giao nhau giữa áo và nón, mình sẽ cho nó lướt qua. Ok. Rồi các bạn sẽ lấy dao giữa, mình sẽ loại bỏ cái phần giao nhau giữa phần áo với phần nón ha. Mình sẽ giữ Ctrl Alt và nhấp vào cái vùng chọn áo này, giữ hai phím Ctrl và Alt ha. Ok. Đó, nó sẽ loại bỏ cái phần giao nhau. Sau đó mình vào Select, chọn Save Selection và đặt tên cho nó là nón. Ok. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo cái vùng chọn cho phần da này ha. Các bạn sẽ sử dụng công cụ Pen và những cái phần giao nhau giữa da và nón, giữa da và áo thì mình sẽ lướt qua. Đó, nên là mình chỉ lấy phần này thôi.
Đó, ở đây giao nhau. Đó. Rồi. Ok. Đây. Các bạn sẽ bỏ đi cái phần dao giữa da và áo và nón ha. Mình sẽ giữ Ctrl An và nhấp vào áo. Giữ Ctrl An nhấp vào nón. Đó. Rồi. Các bạn sẽ save lại. Vào select chọn save selection và đặt tên cho nó là da. Ok. Tiếp theo mình sẽ tạo cho cái vùng môi ha. Vùng môi. Ok. Các bạn sẽ lưu lại đặt tên cho nó là môi. Ok. Đó. Rồi, mình sẽ chọn tiếp cái phần nền ha. Thì cái phần nền thì mình sẽ nhấn Ctrl A để chọn tất cả. Sau đó trừ cái phần áo đi, nhấn Ctrl An và nhấp vào chữ áo. Ctrl An nhấp vào chữ nón. Ctrl An nhấp vào da. Ok. Đó. Mình đã được cái phần phần nền ha. Đó. Mình sẽ loại bỏ cái phần dư này. Rồi. Đó các bạn lưu lại select chọn save selection và đặt tên cho nó là nền. Ok, đó. Vậy là mình đã tạo được nhiều vùng chọn trong cái file Photoshop này ha. Ở video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn đổ màu cho cái ảnh trắng đen này. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.